Sáng thế chương 5, các tổ phụ trước hồng thủy. Đây là gia phả ông Adam, ngày Thiên Chúa sáng tạo con người, Chúa làm ra con người giống như Thiên Chúa. Chúa sáng tạo con người có nam có nữ, Chúa ban phúc lành cho họ và đặt tên cho họ là người, ngày họ được sáng tạo. Khi ông Adam được 130 tuổi, thì ông sinh ra một người con trai giống như ông, theo hình ảnh ông và đặt tên là Seth. Sau khi sinh ông Seth, ông Adam sống 800 năm và sinh ra con trai con gái. Tổng cộng ông Adam sống được 930 năm rồi qua đời. Khi ông Seth được 105 tuổi, thì sinh ra Enoch. Sau khi sinh Enoch, ông Seth sống 807 năm và sinh ra con trai con gái. Tổng cộng ông Seth sống được 912 năm rồi qua đời. Khi ông Enoch được 90 tuổi thì sinh ra Kenan. Sau khi sinh Kenan, ông Enoch sống 815 năm và sinh ra con trai con gái. Tổng cộng ông Enoch sống được 905 năm rồi qua đời. Khi ông Kenan được 70 tuổi thì sinh ra Mahalalel. Sau khi sinh Mahalalel, ông Kenan sống 840 năm và sinh ra con trai con gái. Tổng cộng ông Kenan sống được 910 năm rồi qua đời. Khi ông Mahalalel được 65 tuổi thì sinh ra Jared. Sau khi sinh Jared, ông Mahalalel sống 830 năm và sinh ra con trai con gái. Tổng cộng ông Mahalalel sống được 895 năm rồi qua đời. Khi ông Jared được 162 tuổi thì sinh ra Khanốc. Sau khi sinh ra Khanốc, ông Jared sống 800 năm và sinh con trai con gái. Tổng cộng ông Jared sống được 962 năm rồi qua đời. Khi ông Khanốc được 65 tuổi thì sinh ra Methuselah. Sau khi sinh Methuselah, ông Khanốc đi với Thiên Chúa 300 năm và sinh ra con trai con gái. Tổng cộng ông Khanốc sống được 365 năm. Sau khi đi với Thiên Chúa, ông không còn nữa vì Thiên Chúa đã đem ông đi. Khi ông Methuselah được 187 tuổi thì sinh ra Lamech. Sau khi sinh Lamech, ông Methuselah sống 782 năm và sinh ra con trai con gái. Tổng cộng ông Methuselah sống được 969 năm rồi qua đời. Khi ông Lamech sống được 182 tuổi thì sinh ra một người con trai. Ông đặt tên cho con là Noe. Ông nói, khi tay chúng ta phải làm lụng cực nhọc thì trẻ này sẽ đem lại cho chúng ta niềm an ủi phát xuất từ đất đai. Đức Chúa đã nguyền rủa. Sau khi sinh ông Noe, ông Lamech sống 595 năm và sinh ra con trai con gái. Tổng cộng ông Lamech sống được 777 năm rồi qua đời. Khi ông Noe được 500 tuổi thì sinh ra Sem, Kham và Japheth.